Hello, xin chào tất cả mọi người đã cùng quay trở lại cửa hàng xe máy Phương Nam nhá. Đó, và tiếp theo đây thì cửa hàng lại tiếp tục lên cho mọi người, đó chính là một mẫu Honda LA 250 phân khối mọi người nhá. Đó, xin phép mọi người là được đi sơ dàn ngoài trước mọi người ạ. Đó, được đăng ký biển 61 Bình Dương A102240. Đó, vừa thay lên cho mọi người là một cái quả lốp siêu chất lượng mọi người nhá. Đó, liền LA luôn. Đó, trạm hệ thống là một máy đai của Bô. Đó, nói chung là tình trạng xe rất chi là lên keng mọi người nhá. Đó, nói chung là xe mọi người mua về là chạy thôi. Đó, và phần chi tiết luôn khỏi làm vòng mọi người nhá. Đó, trang bị cho mọi người là đèn trợ sáng này. Đó, và cái dòng này mọi người đi ban đêm khá là sáng nhá. Đó, đặc biệt hơn là cái liền LA này phải gọi là siêu chất rồi mọi người ạ. Đó, đẹp rất chi là đẹp luôn. Đó, test sơ máy luôn cho mọi người cùng nghe này. Đó, dòng này thì Bô nghe cực kỳ là ấm luôn nhá mọi người nhá. Đó, cực kỳ là đã tai luôn. Đó, dòng này mọi người mua về là chạy thôi. Xe cực kỳ là ok luôn. Siêu chất lượng mọi người nhá. Đó, giá em nó chỉ xương xương hơn 40 củ tính khoai một tí thôi mọi người nhá. Đó, cửa hàng có mua bán, có trao đổi, có xếp xe toàn quốc luôn cho anh chị em nhà mình nhá. Anh chị em mình nào mà có thiện chí về mẫu Honda LA này thì cứ IB qua Zalo hộ cửa hàng mình với nhá. Rồi, cảm ơn mọi người rất chi là nhiều luôn ạ.